1 tỷ 530 triệu cho một căn nhà. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị thực tế luôn giá cả nhà và đất 3 tầng 1 tỷ 530 triệu. Mọi người không nghe nhầm đâu, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn và sổ riêng biệt từng căn. Ở đây thì với cái cụm này mọi người ạ, đường ngõ cực kỳ là thông thoáng nha mọi người. Ở đây có 3 hướng, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam và hướng Tây Bắc mọi người ơi. Với những cái dự án này thì tất cả, xin nhấn mạnh lại với đại quý vị đang theo dõi kênh Nha Tốt Nhà Đất Giá Rẻ, là Ngọc Ánh bán 100% sổ đỏ đầy đủ, riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Ở đây căn nhà này 1 tỷ 530 triệu đồng, căn nhà bên này 1 tỷ 560 triệu đồng, căn nhà ngoài cùng ở ngoài kia 1 tỷ 700 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ, bán ra nhà luôn. Vị trí là ở Phùng Châu, Chương Mỹ, gần với trường Đại học Thể dục Thể thao. Căn nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở được ngay. Với phần thiết kế là 30m, xây 3 tầng. Và ở đây là phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế là cửa gỗ, hoàn toàn là cửa gỗ nha mọi người. Đây, rất là chắc chắn luôn. Và thiết kế tiếp theo, mời mọi người theo em cụ thể vào trong căn nhà này, xem căn nhà này thiết kế ra sao. Với 12 căn nhà thì đã bán 6 căn, chỉ còn lại 6 căn thôi. Đã bán 6 căn, 6 căn này đã có chủ nhân và đều chuẩn bị dọn đồ về và ở rồi nha mọi người. Còn lại thì còn 6 căn đang là chờ chủ mới, giá duy nhất 1 tỷ 530 triệu đồng. Còn 3 căn, 1 tỷ 560 triệu đồng, còn 2 căn nha mọi người ạ. Đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà, đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Ngõ cực kỳ là rộng luôn, cách với đường ô tô rất là gần. Từ vị trí căn nhà này nó cách với đường ô tô chỉ 50m thôi. Còn nếu như để mà nói thì cái căn nhà này mà cái xe Kia nhỏ, mà xe thường thường mà hay chạy taxi Kia Morning ý, thì có thể vào tận cổng nha mọi người. Đó, phần phòng khách của ngôi nhà đây. Nói chung với một căn nhà giá rẻ hiện tại, gần như với căn nhà 3 tầng thì đây là căn nhà giá rẻ nhất tính đến thời điểm hiện tại của bên Nhà Tốt. Cho nên có như thế nào thì em quay và review cho quý vị đúng là như vậy. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đấy, không phải là vì rẻ mà không có những cái đồ nội thất đâu, thiết kế rất là hợp lý, đồ nội thất cơ bản. Hệ thống trần thạch cao này, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở đây thì là tủ bếp mọi người nha. Tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ. Đấy, cũng khá là chắc chắn. Mặt bếp thì là ốp đá granite. Và ở đây phụ kiện bếp đi kèm vẫn lắp đặt rất chi là đầy đủ cho mình. Chậu rửa, vòi rửa, đấy, tất cả chất liệu inox 304, rất là chắc chắn. Vị trí này gần với lại trục đường quốc lộ 6, cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4,5 đến 5 km. Giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở một số khu vực ở Hà Đông hoặc là làm ở Chương Mỹ, thì cái căn nhà này đáp ứng cho quý vị cái tiêu chí giá rẻ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Ví dụ như căn nhà này quý vị có thể vay tối đa 800 triệu tiền ngân hàng, phần còn lại thì quý vị chuẩn bị tiền mặt cho Ngọc Ánh để có thể sở hữu cái căn nhà này nha. Nói chung với căn nhà này thì quý vị sở bỏ ra khoảng tầm 6 đến 700 triệu tiền mặt, phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị. Ngoài ra tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này thì còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Căn nhà nó cực kỳ là thông thoáng nha mọi người. Đằng trước là cửa và ở đây trong cái phần phòng mới của ngôi nhà đây, phòng bếp đây, là có cả cửa sổ mở ra phía bên đây, đằng sau này nữa này, rất là thoáng. Nói chung bây giờ 1 tỷ 530 triệu là thấp nhất trong kho hàng của bên Ngọc Ánh mà có sở hữu nhà 3 tầng về ở ngay. À, ngoài ra thì vẫn còn một cái căn mà 1 tỷ 280 triệu đồng nữa mọi người ạ. Căn đấy thì chắc chắn vào một cái video tới đây Ngọc Ánh sẽ quay up lên trên kênh để quý vị có thể tham khảo thêm nhá. Trước khi lên trên phía tầng 2 để giới thiệu thêm thì sẽ giới thiệu qua ở phía đây cho mọi người toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang ở phía dưới tầng 1 đấy mọi người này. Là thiết kế toàn bộ là gỗ, rất là chắc chắn. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy với một cái căn nhà này, tầng 1 thiết kế rất là chỉn chu, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Tầng 2 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video căn nhà giá rẻ này nha. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau: cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa và thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau. Mời mọi người theo anh vào phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà.
Với một tầng thiết kế 2 phòng thì phòng ngủ của nó không quá rộng, tuy nhiên phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng ngập tràn vào trong căn phòng cho quý vị. Cái căn nhà Ngọc Ánh đang quay thì nó là hướng Tây Nam, còn một căn đối diện là hướng Đông Bắc. Hệ thống trần thạch cao này, rồi là ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn phòng này thì diện tích nó chỉ được khoảng tầm 7m2 thôi nha mọi người. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Hành lang đi vào trong căn nhà cũng rất là rộng, và cái căn phòng ngủ phía bên ngoài này thì nó có phần rộng hơn. Căn phòng ngủ ở bên ngoài này thì nó có cả ban công mở hướng ra phía bên ngoài được này. Đây. Và với cái căn nhà này ý, và với cái căn nhà này, với cái phòng ngủ này thì nó sẽ rơi khoảng tầm được 8 đến 9m2 ấy mọi người ạ, 9m2. Nói chung là rộng hơn một chút. Phù hợp với quý vị nào mà tầm thu nhập vừa phải này, hai vợ chồng, hai đứa con, và kể cả là có thêm ông bà thì vẫn ở được nha mọi người. Vẫn có phòng riêng biệt cho quý vị sử dụng. Phòng nào cũng vậy. Cái căn nhà này thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, có một chút chút về cái phần dọn vệ sinh nữa là có thể dọn đồ về và ở ngay. Cửa thông phòng là cửa gỗ. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đấy. Không phải vì rẻ đâu mọi người ạ, mà là đã rẻ rồi nhưng mà chủ đầu tư thiết kế rất là chỉn chu cho quý vị, đầy đủ tất cả những cái công năng mà mọi người mong muốn sử dụng. Ở đây trong phòng vệ sinh, quạt hút mùi này, sen cây tắm này, lavabo này, đầy đủ hết, không có thiếu một cái gì cả. Đó. Cửa nhà vệ sinh đây, nhôm hệ Việt Pháp đây mọi người ạ. Và đây là tầng 2 rồi, mời quý theo em lên trên phía tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà nha quý vị. Ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Vị trí căn nhà này gần ngay với lại trường Đại học Thể dục Thể thao Trương Mỹ, cách với lại cầu Mai Lĩnh, hoặc là cách với lại trục đường quốc lộ 6 ấy. Từ căn nhà này nó phạm vi bán kính khoảng tầm 1km thôi. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là cái khu vực để máy giặt nha mọi người. Đây, sàn thoát nước, ống thoát nước. Đó, đây là khu vực để máy giặt. Tiếp theo, trên phía tầng 3 thiết kế ở đây thêm một phòng nữa, thì quý vị có thể thiết kế phòng này làm phòng thờ này, phòng ngủ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Ở đây thì còn một nước sơn nữa, chưa xong mọi người ạ. Còn một nước sơn nữa thì là căn nhà này là hoàn thiện xong hết. Và bán giao nhà theo hiện trạng Ngọc Ánh quay ở trên video nha mọi người. Có nghĩa là những cái đồ nội thất cơ bản như thế nào thì đến xem và nhận nhà nó là như thế. Còn một chút về cái phần sơn cũng như là dọn vệ sinh nữa thôi, là quý vị có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này. Và Ngọc Ánh chia sẻ rồi, với giá 1 tỷ 530 triệu rất là hợp lý. Phần còn lại đây là phần sân phơi của ngôi nhà, siêu rộng luôn. Đây nha mọi người, đây là phần sân phơi của ngôi nhà, thiết kế hợp lý, chỉn chu. Quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể sở hữu cho mình cái căn nhà 1 tỷ 530 triệu này nha. Chỉ cần chi trả được khoảng tầm 700 triệu tiền mặt, là phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.